Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại công trình cơ bản Khe Vác. Như tập phim trước các bạn theo dõi video cũng biết là anh em cùng với bà con đang gấp rút để mà ghép cốt pha mặt sàn. Hôm trước mình cũng có cập nhật qua là trên công trình ở trên nghĩa lộ ấy thì là sắt, cái sắt phi 25 này nó không có, anh em phải đặt ở dưới xuôi. Thì hôm nay mới lên đến đây các bác ơi. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Xe chở vật liệu mới lên đến đây, kèm theo mấy tấn xi nữa. Thời tiết hôm nay ở trên bản mưa lạnh, chắc khoảng mười mấy độ thôi. Dỡ cái sắt này xuống dưới này đã chú ơi. Nặng lắm, biết rồi. Đứng đây để kéo vào đây mà. Vâng. Đứng gần quá khó làm. Đây là cái hóa đơn bác lái xe vừa gửi cho anh em đây. Đây là sắt buộc này, 10 cân nhân với 20.000 một cân thì là 200.000. Sắt phi 10 130 cây nhân với lại 102.000 một cây bằng 13.260.000. Phi 16 4 cây 280.000 một cây là 1.120.000. Phi 25 là 16 cây 715.000 một cây thì bằng 11.440.000. Đấy, xi măng Yên Bình là 4 tấn 1.350.000 trên 1 tấn là 5.400.000. Tổng là 31.420.000. Cái này là chưa có tiền cước của bác chở vật liệu đâu các bác nhé. Mấy chị lấy cho em mấy cây giống. Đây cháu gửi chú. Cây kê đây là kéo sắt. Đây anh em sắt to này thì sắt phi 25 này thì ở nghĩa lộ là không có bán, nên là anh em phải chờ đặt cái sắt cái đường kính phi là 2,5 cm rồi, nó hơi lâu nên là anh em chờ mất một ngày đấy. Từ từ đã để kê lên, không có đặt xuống đất. Đấy. Cái này thì nó dùng cho những cái dầm nó có trọng tải lớn, khẩu độ dầm dài thì mới sử dụng đến cái sắt to như này. Anh em đặt thép là thép Hòa Phát, sử dụng sắt cường mác thép là 30-40. Sắt chuyên dụng cho cầu đường này. Giờ xe đi lâu lắm rồi đấy. Cầy 4 người khiêng. Cho thêm một cây nữa vào đây đi.
cây vào đi. Lấy cây to cho đi, cây to. 1 triệu mấy trăm đấy, phải cây là 1 triệu. Mấy cây này 715.000 đấy. Mấy cây to này. Đây vậy chẳng như thế nào nhau nhá. 700. Đấy, lên bằng nhau, đánh cái sát tí cái sát cái lấy cho nó dễ, chứ đừng chồng lên nhau. Chồng to. Chồng đẹp luôn. Rồi, để cái cầu này cao lắm nhỉ. Nó rất hơi nhiều đấy nhỉ. Con đơn mạnh yếu nhiều. Nó dài quá kìa. Người ta thế nào à? Thank you.
Đấy, đống sắt bốc xong rồi, giờ sẽ cho xe xuống chỗ trước cửa kho xi kia. Còn 4 tấn xi ở trên xe nữa các bác. Thế là đổ luôn à? Rồi bốc xuống. Bốc cho vào kho thôi chú ạ. Vâng. Giữ bao nhiêu lên. Chả đâu. Đấy, bao nhiêu. Dỏ dìa tay. Dìa tay đâu. Tiếp cho củ. À, hoàn xuất. Hai bạn. Các thứ gì thế nào? Xếp vào trong đi trước nhá. Các thể cánh tổng có hình như phải quả khô. Được không? Bây giờ lần cho tôi là chiếc toán ha. Chiếc quả thoi gì hả? Đây là quả thoi gì khác? Như vậy là đang xếp mà. Tổng năn. Cho phân lý đây luôn. Đây 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 đây. Hay bà. Cái gì ạ? Lấy cái vỏ bao ở trên cái bàn đấy. Đúng rồi. Đi lấy được. Thôi mà ăn. Chán phật luôn một ruộng nhỏ. Đây 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 đi cô. Cho lên cho lên. Cái vỏ bao đâu? Bao, bao, bao được thức gì đâu. Cho nó làm hộ ha. Tính quả à. Lên đây. Không có cái gì. Nào, đưa lên cái này. À, cái khối lượng tàu không xe thủy ra. Ok. Quay vào một béo xin bát này. Được thế này con bằng. Cháu ở ngoài kia vào được mà. Không có to đâu. Chúng đi đâu mình chung. Nào được chưng này đẹp ơi. Cháu vào đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào, chẳng khi đi ta nào. Đây là cái xe con nó mạng à. Thế thôi. Ok rồi các bác, như vậy là bốc xong đống sắt và 4 tấn xi rồi, cho vào trong kho. Vừa nãy là ở trên này nó mưa nhá, anh em đây này, che cái bạt vào phía trong này rồi này. Đây lợp cọ nó vẫn rột thôi các bác, nhưng mà anh em che bạt thì yên tâm. Bây giờ khá là muộn rồi, chắc là cho bà con về nghỉ thôi. Ai thì mới bắt đầu gia công sắt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng ngày mai. Xin chào buổi sáng quý vị và các bạn. Tối qua thì A Quyền cùng với lại anh Trinh ngủ lại bản. Đấy, bác Trinh còn đang ngủ ngon. Dậy đi anh ơi, sáng rồi. Dậy tí nọ mì tôm đi. Lạnh gì, cứ dậy đi, nó tí nữa khắc ấm nữa mà. Vừa rồi A Quyền cũng nhóm bếp lại đun cấm nước. Tí nữa hai anh em mình ăn mì tôm. Củi đây, bà con cứ 2-3 hôm lại trở xuống cho mấy bó để anh em đun trong những ngày mùa đông này. Thời tiết mấy hôm nay là khá là lạnh các bác. Đây này, mưa cả đêm thôi. Sương mù nhiều lắm. Đèn năng lượng thì vừa mới tắt xong. À, Quyền đi lên phía trên này để xem cái đống sắt. Chiều tối qua mới dỡ xong, mới bốc xong. Cũng nghỉ mất gần một ngày thì mới có sắt lên đến nơi. Hôm qua là lên sắt mặt cầu với lại 4 tấn xi nữa. Còn cát thì chắc là hôm nay mới chở. Mà không biết là tối qua mưa cả đêm đường này ướt nhẻm thế này, không biết ngoài kia còn đất đỏ nữa cơ, xe có lên được không nữa. Đấy, chỗ này là cách lán của anh em là khoảng 30 mét, nên là anh em cũng không dám ngủ say mấy đâu, cũng vừa ngủ vừa lắng nghe. Với lại mưa nó tí tách cả đêm ấy. Anh em ngủ ở cái chỗ lán ấy thì là ngay gần cái hõm khe suối, ngay gần giữa luôn, nên là thi thoảng lại cơn gió lùa, cũng vừa mưa nữa nên là lạnh lắm các bác. Kho xi đây, che chắn cẩn thận rồi. Đi vào trong này đợi một chút nữa thì nước sôi ăn mì tôm đây này. Ban đêm phải dậy bỏ cái túi bóng này ra đổ xong lại treo vào nữa này các bác. Rột ngay chỗ A Quyền ngủ. Dậy đi đại ca ơi. Dậy đi. Tí nữa bà con đến không kịp đấy. Đây
đại ca An Ninh A Trinh vừa bảo là mơ đẹp, mơ cái gì đấy? Mơ lên rừng. Mơ lên rừng à? Đi bóc quế à? Không. Tưởng đi bóc quế cùng em nào ở trên rừng. Mơ rét quá, run cầm cập ra. Bây giờ mới hơn 6 giờ một tí thôi các bác. Bà con ở trên này đi làm khá là sớm. Anh em không dậy nhanh là tí nữa là không kịp. Còn mình thì ở nhà thì vợ thường bán đồ ăn sáng ấy, nên là cũng hay dậy sớm để phụ giúp. Cứ khoảng 4 rưỡi, 5 giờ kém là A Quyền dậy giúp vợ rồi. Sau đó mới đi lên bản. Nên là cũng cứ tầm tầm đấy là tỉnh giấc rồi không ngủ được nữa. Nó theo cái nhịp sinh lý ấy. Không phải A Quyền dậy sớm tranh thủ lên bản bóc quế rồi. À thế à. Chỉ có A Trinh mới biết bóc quế thôi. Thời điểm này là A Trinh đi đẽo quế nhá. A Trinh không nói thì A Quyền cứ để A Trinh không biết là. À thế à. Sớm trong là tranh thủ đi lúc A Trinh chưa dậy đấy. À rồi. Ra phía ngoài này thì mình thấy thời tiết nó đỡ hơn tối qua một tí rồi. Vẫn còn sương rơi nhưng mà không mưa nữa. Đây này, những cái giọt sương ở trên mái lá cọ này. Đấy, thế còn bên này thì bà con ở trong thôn bản đưa con em mình ra trường học ấy, rất là sớm. Cứ 6 giờ sáng là đưa các cháu đi học, xong là khoảng 4 rưỡi, 5 giờ chiều lại đón các cháu về nhà. Hoặc là bạn nào mà nhà xa ấy thì thường là ngủ bán trú tại trường luôn. Đi vào trong này để nấu mì tôm đã. Đấy, cái lượng bà con đi qua đây rất là đông rồi. Đây là những cái hộ gia đình mà có xe để mà đưa con em mình đi học nhé. Còn các cháu mà không có điều kiện ấy thì thường là đi bộ. Đi bộ đi học xong là không về nữa thì ngủ lại đấy, ngủ lại trường. Nhưng mà nếu mà về thì đi bộ qua đây. Một tí nữa còn đông nữa các bác. Bà con đi làm nương rẫy còn qua đông nữa. Chưa sôi hả anh? Mất mạng à? Được cái ở trên này là có 4G nên là cũng không buồn mấy quá. Ban đêm anh em thường là chuyện đông chuyện tây, chuyện trên trời dưới biển một lúc, xong là mỗi người cái điện thoại xong là đi ngủ thôi. A Trinh thì thường là nhâm nhi một bát cà phê nữa. Giỏi đấy, uống cà phê ban đêm. Mình thì chỉ quen uống vào buổi sáng thôi. Đun hơi nhiều nước chút nên là lâu sôi. Vừa để ăn mì tôm xong tí nữa pha một ít cà phê uống cho nó tỉnh táo buổi sáng. Chỗ ngủ của anh em mình chắc phải căng cái bạt vào anh ạ. Cái này mấy hôm trước A Quyền còn cho cái xô sơn vào đây cơ. Đây tối qua còn cho cái rẻ vào để nó khỏi nó bắn tung tóe. Treo cái túi bóng như thế này thì là đỡ hơn.
không thì cho cái xô sơn vào thì nó vẫn bắn các bác. Đấy, vừa nói tới mọi người đã đến rồi. Em chào anh nhá. Đi làm phải không? À. Mới có một anh đến này. Dậy được sớm phết nhỉ? Vâng. Không mưa mấy đâu. Đêm qua mới mưa thôi, chứ còn sáng nay thì đỡ rồi. Vào đây trong, vào trong này ngồi uống nước đã anh ơi. Tí nữa mọi người đến đông đông thì mình mới bắt đầu làm. Hôm nay thì anh em sẽ bắt đầu triển khai gia công sắt mặt cầu các bác. Sôi chưa? Đáng. Đặc quyền này. To béo này chắc phải 2 gói quá. Quá coi. Để cái bát to thế. Đấy. Anh nhờ em sáng chưa anh? Không thì vào đây ăn mì tôm cùng bọn em. Đấy, ba mươi nó sửa nửa đấy anh ơi. Đây, sửa nửa này. Hoặc là pha gói cà phê uống. Cho cũng chín rồi. Để cho nó mặt nước. Mặt áo thì... Sáng nào cũng như vậy, anh em đun một nồi nước to để dùng cả ngày. Đây vừa cho mấy cái lá chè vào đây. Mùa này mấy hôm nay thì chắc là cũng không uống nhiều nước mấy nên là không đun đầy. Pha cà phê đi anh ơi, xong đi làm đi. Mọi người đến đông đông rồi đấy. Đây cà phê đây là của một bác Mạnh Thường Quân, quen thuộc ở trên kênh. Bác có nói là sẽ giấu tên nên là xin phép là A Quyền không tiện nhắc tên nhé. Bác gửi cho anh em để mà uống vào buổi sáng đây. Còn bia này thì là bà con đến tổ chức giao lưu với anh em tại lán nên là mua từ mấy hôm trước rồi. Còn ba lon. Được rồi.
quý vị và các bạn thưởng thức cả sáng cùng với A Trinh. Cà phê sáng đi các bạn. Những cà phê này có những cái bản nhạc du dương thì nó nghe nó tĩnh lặng rồi những buổi sáng này nhé. Nó mua ra guitar hoặc là bản nhạc nó như saxophone này. Đây, chè này bà con đến đông rồi. 9 người rồi. Đấy, bà con ở vùng cao đấy, cứ rỗi rỗi tí lại tranh thủ thêu thùa này. Cái này là thêu cái tay áo chị nhỉ? Đây là đuôi áo. Đuôi áo nhỉ? Áo. À. Tay áo là đây mới phải là tay áo. À. Thêu chỉ bé lắm cơ bà. Chỉ có thêu tay áo. Ừ. Mất thủng lắm nhỉ? Đấy, trang phục ở trên vùng cao là cứ cứ tự thêu thùa, tự may thế này để mặc đấy. Đây, cắt dụng cụ đi làm thôi các cô ơi. Đây, cái đống sắt này hôm nay rưỡi mấy căng này các bác. Sắt phi 25 này anh em hiện tại là khả năng là trước mắt là sẽ bẻ bằng thủ công trước, búa tạ với lại vam. Còn nếu mà không nổi thì anh em đang tính toán bảo là phải dùng đến máy xúc để bẻ. Thế còn bên này nhá. Dài đến đâu cắt cắt xong thế nó mới. Vâng. Bên này thì mới hôm trước cũng cùng với anh Trinh cũng bàn nhau rồi. Từ đây lên trên mặt cầu nó khá là cao, nó phải 4-5 mét cơ các bác. Anh em đang tính bảo mấy nữa cho mấy xe đất đổ vào đây làm cái bệ thì máy xúc mới đưa bê tông lên trên được. Thế còn bên này này, hôm trước là các bác cũng biết là gom 300 cây trống mới đầu ấy thì là vẫn không đủ, thì hôm trước mình có nói là sẽ huy động thêm bà con góp thêm mấy chục cây nữa. Đấy, hôm qua là anh Trinh ở trên này cũng ra để mà rằng lại các thứ xong là kiểm tra lại chân trống rồi. Cái này là hơn 300 mấy chục cây trống đấy. Khá là dày đấy các bác. Còn thiếu những cây trống bên thành này nữa. À đây còn đống bên này. Cái này không biết còn có đủ không, không đủ thì sẽ phải lấy thêm. Đây đi lên phía trên mặt cầu rồi. Đây cầm lấy cái này này anh ơi. Cái búa tạ nhá. Búa tạ với cái vam to nhá. Cho ra chỗ này đi. Cho ra chỗ rộng rộng này, cái này nền đất cứng này đi. Đó, bà con cũng đã cho bạt vào bắn ghim rồi. Chỉ còn đợi đúng mỗi sắt thôi. Chào anh nhá. Đi làm nương hả anh? À, đấy, cơ bản là ổn định rồi các bác. Nó lành rồi. Mình cũng hy vọng là chiều nay hoặc là đầu sáng ngày mai thì thời tiết nó khá hơn một chút, nó không mưa ẩm nữa, để mà bác chở vật liệu lên đến đây được, công việc nó sẽ không bị gián đoạn. 8 người, 4 người một bên không duỗi nổi đây này các bác. Căng chưa? Nó đó là máy xúc tần ha. Cái là một cái lửa không à?
เดี๋ยวมันไหนเว้ยมือดดอีนกฮะ ôi mẹ con giữ này cái bao giữ vào để cho giữ vào đập thôi. Rồi các bác thủ công thôi. Cái này thì tí nữa sẽ uốn nhiều nhiều thanh một chút xong là sẽ cho máy xúc nắn một lần nữa, rưỡi một lần nữa. Chia ra nhá, chia đều ra nhá. Chị kia vào bên kia đi. Nhanh lên chị ơi. Nào chia quân đều ra nhá. Dàn đều ra. À, chia quân. Bây giờ lật nó lên để gõ búa tạ vào xem nào. Bây giờ thả vào lại được rồi. Thì ấn thôi. Ấn. Vam. Vam bẻ một phát nữa cho nó thấp xuống đây. Dẫm cho nó thẳng lên. Vam này miệng của nó cũng không vào được. Ôi, khẩn thua rồi. Và mồm nó còn không vừa ấy nhỉ. Cho vào giữa. Giữa cái vòng nhất ấy cái. Mồm nó nông quá. Đầu bên này đừng có giấm. Giấm một bên thôi. Cho nó duỗi ra. Nó chạy chứ. Anh thử đập xem nào. Đừng ngu thật. Giẫm đi, bây giờ giẫm bên kia đi. Đập giẫm bên kia cơ, bây giờ em đập là nó ấy ngay. Thấy nhá. Từ từ ra. Cao như thế không bao giờ đập được. Đấy, đập đi. Cẩn thận đấy, anh bay ra đây nhá. Cơ bản thế thôi, tí nữa phải nhờ tới máy xúc thôi. Quan trả luôn. Rồi, tiếp cây nữa đi. Này, tao qua này phải kia rồi. Này, ẩn xuống nhá. Đấy, dạ. Đấy. Con được rồi, úp cái bọc kia đi. Này rồi, tao lùa xúc tần này, một tuổi theo quán khổ tẩy. Một hết ra 16 cây, thẳng ra một kính nhá. Thank you.
那小孩他当他都看过啊。
Đây các bác, bà con hôm nay là đi 12 người mà duỗi cái sắt Phi 25 không nổi luôn. Bây giờ xong thanh thứ 16 rồi nhỉ. Bây giờ duỗi cái sắt Phi 16 này đi mọi người. Kéo kéo ra bên này. Duỗi kéo ra bên này đi. Kéo ra bên này đường đi. Tí nữa để anh Trinh khởi động máy xúc bơm mỡ các thứ xong đã, xong là mới duỗi tiếp cái Phi 25 kia. Chú ý đâu chú? Đấy, kéo ra hết đi. Phi 16 đây. Phi 16 ở dưới, kia phi 10. Đấy. Duỗi thẳng ra. Nhưng mà kéo ra bên này. Chị ơi, kéo ra bên này. Kéo ra bên này được. Bên này dưới đi, người dưới bên này xong. Đúng rồi, cái này nó duỗi dễ thôi mà. Nó là con mẹ. Lấy van đi, lấy van, lấy búa tạ sang đi anh ơi. Thẳng kéo ra mép bên đường bên này cho em, cho nó gọn vào. Kê mấy cái cây vào chị ơi. Kê mấy cái cây vào xong là kéo cái sắt này nó ra mép đường này nhá. Tí nữa xe vật liệu nó lên nó không bị vướng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok rồi các bác, bà con duỗi gần xong cái sắt 10 này rồi. Giờ sẽ cho máy xúc duỗi cái nốt cái phi 25 này ấy. Đấy bên kẹp vào, đừng có duỗi bao kia tí này, xong đầu bên kia đây. Vào đi, cho nó vào đi. Vào cho em. Đấy. Nữa đây. Từ đã nhá. Đây đây đây. Mẹ ăn tiếp sớm mày phát gì không được. Đào một tí nó sớm. Còn nữa. Từ từ nhá. Đúng rồi đây. Tí nữa anh ơi, một tí nữa, đúng một đây, tí nữa. Nữa. Ok. Rồi. 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 Thẳng quá đi không làm được. Thôi thì hả đi. Thôi. Kéo lên hay là kéo xuống? Nhiều người vào. Được rồi, tí nữa. Tí nữa mình cắt đoạn nó ra thì mình mới ấy được. Không, như là cái này tuột luôn đấy. Cái này 11m7 là tuột luôn đấy. Cho sang bên kia đây. Anh đặt ấn phát đầu này. Không ấn được đâu em ơi. Ấn được không nổi không? Máy ấn được. Ok đi. Cho ra bên kia đi cho nó gọn đi. Nào, tập trung vào nhé. Lại đập. Cái khe kìa. Nó phải ra toàn. Lần lên, lần lên. Xem nhá. Thế rồi. Rồi. Thôi kìa. Nào tập trung vào đông người vào nhá. Xem đi. Cái kia dàn ra, dàn đều ra. Cho sang bên kia đi. Ôi. Xếp bên này à? Vâng, cùng cái phái à? Ô. Mày bảo luôn đấy, đi. Mày có cả cái gì đấy? Sao không ai vớt? Sao mày
Đi mày lên đi kia. Đi lên đi kia quá là xong luôn. Kia chứ mày là kia bà đi. Ôi, từ từ. Anh Hà, cái bên tôi kẹp một tí rồi, đừng kẹp hàng quá. Ôi. Dùng cái đá đấy, tỉ á. Anh kẹp bên vào. Nó toàn hoa khô, anh chỉ đến bu thôi à. Rồi. Rồi, xuống đây đấy. Đây. Ở đây. Phát nữa. Ok. Rồi. Thế thôi. Cơ bản thế thôi, cơ bản thế thôi. Không dưới được nó thẳng tưng đâu. Rồi. Được 80-90% là ngon lành rồi. Cho sang sang hết bên kia đi. Cô tránh ra, cô tránh ra. Đây ok. Ui. Xin. Ok rồi đấy anh ơi. Chỗ kia anh ơi. Cái chỗ sao bé ăn đấy. Một tí thôi, một tí thôi. Chỗ sao bé ăn kìa anh kìa. Xuống đi. Đây đây. Đi hẳn ra cho. Cô đi ra đi. Cho phát vào đầu thì. Đi đi chào ông bà. Rồi. Toàn toàn thì cũng mày bảo.
hoa hoa bụng ra rất nhiều hả? Nhà này cái chỗ thì trắng tươi này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.